về tại vị trí của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo của xã Vĩnh Gia này để gặp gỡ, chia sẻ cùng toàn thể quý cô bác và anh chị em qua đôi điều về Phật Pháp. Vậy, đứng trước khung cảnh trang nghiêm, thắm đượm tình đạo vị dưới mái đạo tràng này, lời nói đầu tiên chân thành gửi đến toàn thể quý cô bác và anh chị em nơi đây, lời thăm hỏi sức khỏe chân tình, lời chúc phúc và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta thấy rằng Phật giáo Hòa Hảo là một nền đạo nhập thế với giáo pháp học Phật, tu nhân, đền trả tứ đại trọng ân và khuyên dạy con người bằng cách làm lành lánh dữ và tu tại gia, vừa lo làm ăn và vừa lo tu hiền chân chất. Và đặc biệt đó là với cái hoài bão của Đức Thầy là mong muốn cho tất cả chúng ta đồng đạo là nói riêng và tất cả nhân loại nói chung, mà Đức Thầy cho biết đó là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng để đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Bởi vì cái tiêu chí của con người, chúng ta sống trong cái xã hội này, tất cả đều mong muốn là hướng đến một cái xã hội đại đồng và tất cả mọi người được hạnh phúc. Do đó mà Đức Thầy đã mơ ước đó là ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Hay là có chỗ khác Thầy cho biết rằng là Ngài mong muốn tất cả mọi người luôn luôn được sống trong cái sự an lạc và hạnh phúc. Do đó mà đối với tất cả đồng đạo của mình hôm nay, với cái tinh thần thương Thầy lo đạo mà ban tổ chức ở nơi này đã tổ chức những cái kỳ thuyết giảng định kỳ, và đặc biệt là tất cả các ban trị sự ở các nơi cũng vì tinh thần thương Thầy lo đạo mà quý vị trở về đây tham dự hết sức là đông đủ. Thì với việc làm này của ban trị sự cũng như toàn thể quý cô bác và anh chị em nơi đây, chúng tôi thấy rằng Đức Thầy kính yêu của chúng ta, cho dù Ngài có cách xa ở một phương trời nào khác hay là đang đi giáo hóa ở một quốc độ nào trong cõi ta bà này, mà khi nhìn về quê nhà thấy đồng đạo mình ngồi đây đứng đó cùng nhau để đoàn kết chung lo chung quén cho nền đạo được phát khai được rỡ, thì tôi tin tưởng rằng Đức Thầy rất vui lòng thỏa dạ quý vị ơi. Bởi vì Thầy cho biết rằng đó là lòng trẻ thảo biết đòn biết kết, phí xác phàm mê mệt lâu nay, băng rừng dẹp phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Do vậy mà trong hội trường này, với tấm lòng ưu sư mến đạo của toàn thể quý cô bác và anh chị em, thì tôi tin tưởng rằng Đức Thầy rất vui lòng và thỏa dạ. Để mà tán dương cái tinh thần thương Thầy lo đạo này của toàn thể quý vị, thì mời quý vị mình ủng hộ một tràng pháo tay quý vị. Và hôm nay chúng tôi đến tại vị trí này để chia sẻ qua 6 câu giảng mà vừa qua vị sứ ngôn vừa giới thiệu ở trong quyển Khuyến Thiện, là lời khuyến thiện của ông vô danh cư sĩ Đức Thầy với tại Sài Gòn năm Tân Tỵ năm 1941. Và trong quyển này thì có rất là dài, phải không quý vị? Hơn 700 câu. Nhưng mà trong cái quyển này đó thì chúng tôi sẽ trích ra trong 6 câu. Đó là: mau thức tỉnh, tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Thì qua 6 câu giảng này, mỹ ý của Đức Thầy muốn dặn dò cho toàn thể tín đồ, tại sao hôm nay mình đã quy đầu Phật rồi mà Thầy còn kêu mình phải mau thức tỉnh, mà hôm nay quý vị đã tỉnh ngộ rồi. Cái chỗ mau ở đây có nghĩa là gì? Bởi vì Thầy cho biết đó là con người của mình sống trong cõi đời này đó, Thầy đã ví rằng đó là cái thân của mình đó cũng giống như là phù dung như đó quý vị, sớm nở tối tàn. Mà con người đó lại nhận thức được và hiểu biết được cái cuộc đời này nó là vô thường. Do vậy mà quý cô bác đã gấp rút tu hành. Cho nên hôm nay Thầy cho biết đó, thân này giống như là cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc. Còn tội chướng thì sao? Thì linh hồn có chịu luân chuyển báo đền. Cho nên ngày hôm nay khi mà đã tỉnh ngộ, quan trọng cái chỗ là mình tu là phải tỉnh ngộ nghe quý vị. Hôm nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật Pháp,
Như vậy cửa trường sanh bất diệt, các trò đã gặp nẻo. Thì nương đèn trí huệ ly xuất phàm trần, chán cảnh phồn hoa tìm nơi tịch tịnh. Nhưng các trò tuy lòng ngộ đạo chứ chưa hiểu rành nẻo bước đường đi. Hãy tạm xét chữ quy cho thấu đáo. Quy nghĩa là về, mà về đâu? Nghĩa là về cửa Phật. Y có nghĩa là dâng lời theo khuôn mẫu. Vậy quy đạo Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Mà hôm nay chúng ta quy y mà mình có làm y chưa quý vị? Nghĩa là Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện theo cách đấy. Và Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách đấy. Và đặc biệt là thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dâng lời. Cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Cho nên hôm nay đó, sở dĩ mà thầy kêu gọi mình phải mau thức tỉnh là tại vì trên bước đường tu của mình thời gian qua, đành rằng mình có quy y, mình có tu theo đạo, nhưng mà mình chưa có được cái sự thức tỉnh hoàn toàn. Có nghĩa là thầy dạy mình mà mình làm chưa được trọn vẹn quý vị ơi. Mà đôi khi đó là trên bước đường tu, đôi lúc mình cũng còn vậy, còn hơi lôi thôi phải không? Thầy dạy là gì vậy? Lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nải khó qua nẻo cầu xà. Một bước leo bờ mà khỏi khổ, nam nhân chi chí hỡi đâu làm. Do vậy mà sở dĩ thầy kêu gọi mình mau mau. Chữ mau ở đây có nghĩa là nhanh. Mau là nhanh rồi không? Nhanh lên, gấp lên và cần thiết. Và tiếp tục đi mau hơn nữa. Bởi vì thầy cho biết là sao? Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân buổi này, lập thân hội này. Cho nên ở đây chữ mau đó là nhanh lên. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay nhiều khi mình tu rồi như vậy đó, nhưng mà mình đã có tu rồi, nhưng mà mình chưa có cái sự thức tỉnh hoàn toàn quý vị ơi. Chữ thức ở đây có nghĩa là gì? Chữ thức là không còn ngủ nữa. Nó đối lại phải không? Chữ thức là không còn ngủ. Mà thầy cho biết là gì? Mau thức dậy đi, chúng sanh nên gì? Thức dậy để mà tầm đạo kiếm bài phải không quý vị? Thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Cho nên ở đây đó, cái chữ thức có nghĩa là gì? Chữ thức là mình không còn mê muội nữa, và chúng ta có một cái sự hiểu biết về đạo đức, cũng như trên bước đường tu của mình thời gian qua. Thầy dạy điều gì thì chúng ta gắng cố gắng để chân lời. Mà thầy dạy đó, nhất là ở trong giảng của thầy mà thầy mình có dạy rằng đó, nếu mà mình thức tỉnh rồi, mình đã quy y rồi, thì chúng ta phải làm theo lời thầy dạy. Thầy cho biết là gì? Làm theo lời chỉ, ngày rày gặp ta. Cho nên ở đây làm hết các việc từ thiện. Đặc biệt là khi mình đã thức tỉnh rồi đó, mình biết được cuộc đời này nó là vô thường. Cuộc đời này đó, nó đúng là nó không có thật là của mình, nó là vô thường, nó là vô ngã, không có gì chắc thật là của mình. Cho nên mình mới thức quý vị ơi. Chữ thức đó là mình không còn mê nữa, mà chữ tỉnh là xét biết. Thức tỉnh ở đây có nghĩa là mình xét biết được cuộc đời này đó, nó vốn dĩ là vô thường. Bữa nay nó như vậy, nhưng mà ngày mai nó đã là khác rồi, phải không? Ai mà biết được ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Cho nên cuộc đời này nó vốn dĩ nó rất là vô thường. Mà mình phải làm, mình gắng cố gắng để mà mình xét biết trong cuộc đời này mình xét thấy như thế nào. Thân của mình như thế này mình có giữ được không quý vị? Hiện tại thì mình có thể giữ được, nhưng nó vẫn theo cái định luật tự nhiên của nó là vô thường. Nó phải đi theo cái định luật là gì? Sanh, lão, bệnh, tử. Mà điều này tất cả mọi người đều biết phải không? Mình còn sống đây vậy đó, chứ thời gian đó biết được cái tuổi sống, nhưng mà cái tuổi chết có ai biết được không quý vị? Mình có biết được chừng nào mình chết không? Không phải không? Cho nên đó là mình hôm nay mình biết được mình bao nhiêu tuổi, nhưng chưa bao giờ mình biết được rằng bao giờ mình chết. Do vậy mà quý vị mình nó biết được rằng mình không biết bao giờ mình chết. Do vậy mình mới tu phải không? Mình mới mau tu. Sớm tu á, mình phải gắng cố gắng để mà mình tu hành, để mà tỉnh thức, để xét biết trong cuộc đời này nó không có gì, không có gì là chắc thật là của mình. Thứ nhất là thân này không phải là của mình. Cái thứ hai, của cải này nó cũng là vô thường. Do vậy mà mình mới đem của cải này đem ra bố thí quý vị ơi.
và mình gắng cố gắng để mà mình giúp đỡ những người có cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đó là gì? Chữ xét biết đó. Xét biết cuộc đời này nó không có thật, và của cải này cũng không có chắc thật. Cho nên mình phải mau thức tỉnh, là nhanh lên. Trước kia mình đã tu rồi nhưng mà mình tu còn hơi chậm. Ví dụ như bây giờ mình phát tâm ăn chay. Khi mà mình phát tâm ăn chay, mới đầu tiên mình ăn chay có 4 bữa. Bây giờ mau lên một chút. Bởi vì thầy dạy là tu kiếp kiếp. Chữ kiếp là nhanh đó, là mau là lẹ đó. Thì bây giờ quý vị nào ăn chay 4 ngày, mình gắng cố gắng ăn lên thêm quý vị ơi 6 ngày hay hoặc giả là 8 ngày, 10 ngày trường trai. Cho nên chữ kiếp là nhanh là mau. Mà thầy cho biết là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ. Đến tội rồi đúng không? Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ. Do vậy mà bây giờ mình gắng cố gắng. Quý vị nào mà mình còn bây giờ còn ăn chay kỳ, quý vị mình gắng cố gắng nha quý vị. Gắng cố gắng ăn chay trường nha. Để mà mình mau lên mà. Bởi vì mau thức tỉnh là chữ nhanh lên. Rồi trong cuộc sống này đó, cái sự sống của mình, về cái sự tu hành của mình, ăn chay nè, cúng lại nè, niệm Phật nè, làm lành nè, giữ giới, thì những cái điều này đó là mình gắng cố gắng, mình phải thực hiện liền ngay bây giờ. Nếu không thì nó sẽ bị trễ. Mau thức tỉnh tu thân, kẻo trễ. Cái chữ tu thân ở đây có nghĩa là gì? Chữ tu thân mà thầy cho biết là tu thân thiện tính ráng chuyên cần, lục tự di đà giữ tứ ân. Cái chỗ tu thân này đó là mình phải tu đền trả qua tứ đại trọng ân quý vị ơi. Bởi vì con người mình trong cuộc sống này đó, khi mình đó là chưa có hiểu biết đạo đức, thì mình không biết được những ân nghĩa trong cuộc đời này đâu. Mình có thân này là nhờ đâu? Mình không phải ngẫu nhiên mà có được, là phải nhờ đến gì? Có cha mẹ phải không? Rồi cha mẹ đó là phải nhờ có tổ tiên ông bà. Cây có gốc mới trổ cành xanh lá, nước có nguồn mới bể cả sông sâu. Con người gốc bởi nơi đâu? Có không? Có tổ tiên trước rồi sao mới có mình? Cho nên bây giờ cái vấn đề mình đã thức tỉnh rồi, mình xét biết được. Sở dĩ mình có được thân này đó là nhờ có tổ tiên cha mẹ. Do vậy mà đối với con người của mình đó, muốn tu thân một cách trọn vẹn đó, thì chúng ta phải đền trả tứ ân. Thứ nhất là ân tổ tiên cha mẹ. Mình xét thấy rằng có được thân là nhờ cha mẹ đã sanh mình ra, rồi nuôi dưỡng mình lớn lên trong khoảng là thời gian rất là cực khổ. Do vậy mà bây giờ cái ân nghĩa này mình muốn đền trả thì phải sao? Mình phải lo báo hiếu quý vị ơi. Thầy cho biết là mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Dường linh đơn quải mới là có chi cũng nấy. Vậy mà dân ơi, ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới ngoan. Do vậy mà đối với cái cuộc sống này đó, đầu tiên là mình phải biết được cái ơn cha nghĩa mẹ. Bởi vì con người nếu mà sống trong cuộc đời này đó mà mình không biết cái ân nghĩa của cha mẹ rồi đó, thì mình hầu như mình chẳng có biết thương ai đâu. Bởi vì cha mẹ mình mà mình còn không thương thì mình không thương được bất cứ một ai. Do vậy mà mình tu thân là mình phải sửa cái thân này. Mà sửa cái thân này trước tiên mình phải biết được cái đền đáp những cái ân nghĩa này quý vị ơi. Do vậy đầu tiên là mình phải đền trả cái ân tổ tiên cha mẹ. Mà đặc biệt là phải chân lời cha mẹ chỉ dạy, thầy dạy là ở cho biết nhượng biết tì, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đó là cái ơn trong cái cuộc đời này, khi mình đã thọ thì mình phải gắng cố gắng để lo đền trả. Và đặc biệt là mình đền trả cái ơn tổ tiên nữa quý vị ơi. Mình đừng làm điều gì tồi tệ điếc nhục tâm môn. Nếu tổ tiên ta có làm điều gì sai lầm gieo quả đau thương lại cho con cháu, thì ta phải ráng có sức tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa để rửa nhục tổ đường. Cho nên ở đây đó thầy dạy là ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dày công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Và cái thứ đó nữa là trong cái vấn đề mà đền trả tứ ân này, cái là ân đất nước. Bởi vì sao? Con người nhờ tổ tiên cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng, nhờ đất nước tạo kiếp sống cho mình. Cho nên là mình hưởng những tấc đất nè, ăn những ngọn rau. Muốn cho cuộc sống này được dễ dàng hơn thì sao? Mình cảm thấy bổn phận phải bảo vệ quê hương đất nước. Đầu tiên là mình phải có bổn phận để bảo vệ quê hương đất nước. Rồi đó là thầy dạy là hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Và làm sao là
làm cho nước nhà trở nên cường thịnh. Quan trọng đó là phải làm cho nước nhà được trở nên cường thịnh nha. Bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Cho nên đối với cái bổn phận người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó là vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chánh để làm giàu cho mình, rồi đó là mới là làm giàu cho đất nước. Bởi vì mỗi một con người đó là một tế bào của xã hội, mà một con người giàu có rồi đó thì sao, một gia đình giàu có thì trong một cái làng xã này và trong một cái huyện, một cái tỉnh và một đất nước thì sẽ được giàu mạnh. Do vậy mà mình gắng cố gắng để đền trả được cái ơn đất nước, là mình là đừng có làm điều gì đó là làm tổn hại đến đất nước, đó là ta đã đền ơn đất nước vậy. Cho nên vừa qua mà chỗ mà chính quyền địa phương đã có lên để triển khai qua cái vấn đề phòng chống đó quý vị, phòng chống ma túy, cũng như là những cái chương trình mình, những cái vấn đề bây giờ mà có vấn đề người ta hay lường gạt mình đó, thì mình phải gắng cố gắng, phải hết sức là tỉnh táo để mình đó là hợp tác với chính quyền, rồi cũng như là mình để mà đẩy lùi đi những cái tệ nạn xã hội. Đây là cũng một cách để đền ơn đất nước đó quý vị ơi. Mình ráng cố gắng nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị, phải không? Bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Nhưng mà chỗ này mình phải tùy tài tùy sức để nỗ lực hy sinh. Do vậy mà đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó là vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền, rồi lo đền trả trong cái ơn đất nước cho nó được trọn vẹn. Bởi vì mình là người tu là phải một người công dân tốt của đất nước, một người tín đồ trung thành của đạo mà phải là một người công dân tốt của đất nước. Khi mà mình tu rồi đó là mình sống đúng với đạo, và mình phải đó là sống đúng theo pháp luật của nhà nước. Như vậy đó gọi là sống tốt đời đẹp đạo. Mà cái tiêu chí của Phật giáo Hòa Hảo mình là gì? Là vì đạo pháp, vì dân tộc. Cho nên đối với cái người tín đồ của mình hôm nay, cái bổn phận rất là lớn lao quý vị ơi. Mình vừa lo cho mình, vừa lo cho gia đình mình, vừa lo cho xã hội đồng bào, và vừa đền trả cái ơn đất nước này rất là nặng nề. Cho nên hôm nay đối với người tu đó, mình phải ráng cố gắng để đền trả những cái ơn nghĩa này cho nó được trọn vẹn. Và cái thứ đến là ơn Tam Bảo. Ơn Tam Bảo có nghĩa là con người mình sinh ra nhờ đất nước, nhờ quê hương, nhờ cha mẹ. Đó là về vật chất. Còn về tinh thần đó, mình phải nhờ đến Phật Pháp Tăng. Và đặc biệt là Đức Thầy kính yêu của chúng ta, Ngài đã đem một cái giáo pháp để truyền dạy cho mình. Ngày hôm nay mình mới biết đường để mình tu quý vị ơi. Ngày nay điên mở đạo lành, đặng cho bá tánh biết rành đường tu. Xưa nay đạo hạnh quá lâu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Cho nên đó là từ cái chỗ này mình phải biết được cái ơn Tam Bảo. Mình tu đây đó là nhờ có Phật, có Thầy để mà chỉ dẫn đường lối. Và hôm nay chúng ta gắng cố gắng để tu hành. Và không phải muốn đền được ơn Tam Bảo là chúng ta phải học, rồi phải hành, rồi phải truyền nữa. Cho nên Đức Thầy có dạy đó là nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ được minh mẫn, tặng đi đến con đường giải thoát, rồi dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Do vậy mà hôm nay tại ban trị sự của xã Vĩnh Gia này nói riêng, cũng như là tất cả các ban trị sự của huyện Tri Tôn, cũng như là của An Phú, các cái huyện lân cận này, chúng tôi thấy quý vị mình đã tổ chức những cái chương trình thuyết giảng này đó là để nhằm phổ truyền giáo lý, để đền ơn Tam Bảo quý vị ơi. Đây cũng là một trong việc làm đền ơn Tam Bảo. Bởi vì hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh, thì công đức Phật từ bi vô lượng. Do vậy mà đối với cái bổn phận của người tín đồ đó là phải biết đền trả những cái ân nghĩa như vậy. Và cái thứ đến đó là trong cái ân thứ tư đó là ân đồng bào và nhân loại. Thì mình sẽ thấy rằng đó, trên cái bước đường tu của mình đó, không phải mình đã là có thọ được cái ơn này là nhờ tổ tiên cha mẹ, rồi có được cuộc sống là nhờ đất nước quê hương, rồi có biết được đạo để tu hiền đó là nhờ ơn Tam Bảo. Mà bên cạnh đó đó, mình còn phải nhờ một cái ơn nữa, đó là ơn đồng bào và nhân loại. Bởi vì sao?
Bởi vì nếu mà mình không có hiểu biết đó, thì mình cho rằng đó là mình có mặt trên cuộc đời này đó, mình không có nhờ ai hết trơn á. Bởi vì mình nhờ đó, có cuộc sống này là mình tự làm, tự ăn, tự sống, mình đâu có nhờ ai. Nhưng khi quý vị có sự hiểu biết, có sự thức tỉnh, quý vị có sự quán xét, rồi mình tu tập, mình mới biết được là không phải ngẫu nhiên mà mình có được cuộc sống an ổn như ngày hôm nay đâu quý vị ơi. Bởi vì thầy cho biết là con người vừa mở mắt chào đời đã thấy mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở xung quanh. Mà cái niên kỷ càng lớn bao nhiêu thì sự nhờ nhỏ càng tuần tự thêm nhiều chừng ấy. Ta nhờ hộp cơm của họ mới sống nè, nhờ miếng vải của họ mới ấm thân, nhờ cửa nhà của họ mới tránh cơn phong vũ. Do đó đó mà mình trên cái tình nghĩa đồng bào này đó, mình phải ráng mà đền đáp quý vị ơi. Ví dụ như bây giờ mình có điều kiện tốt hơn, khi mà đồng bào mình đó là gặp tới hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn thì chúng ta phải ráng cố gắng để mà ra tay giúp đỡ. Thầy cho biết là làng gần chí những tỉnh xa lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau, ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi. Do vậy mà quý cô bác anh chị em mình đó, muốn đền ơn đồng bào thì mình phải vậy, phải giúp đỡ đồng bào mình. Vì thầy cho biết nè, để đền ơn đồng bào đó là khi nào họ cần dùng thì chúng ta phải ráng hết sức để giúp đỡ họ. Nhất là khi mà mình trong cuộc sống này mình có điều kiện tốt rồi đó, mà những người đồng bào của mình mà gặp hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta ráng mà ra để sức công sức của ra để giúp đỡ quý vị ơi. Bởi vì tục ngữ ca dao cho biết là nhiễu điều cũng lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Do đó mà chúng ta nghĩ trên cái tình nghĩa đồng bào này đó để mà mình giúp đỡ. Mà đặc biệt nghe trong cái sự giúp đỡ này đó là quý vị không nên phân biệt nha. Thứ nhất đó là mình giúp đỡ đồng bào là chung. Chung đó là cùng một cái màu da, cùng một chủng tộc, cùng chung một nồi giống rơi truyền. Cho nên khi mình có điều kiện tốt, mình giúp đỡ mình không nên phân biệt. Ví dụ như đó, nhiều người giúp đỡ mà phân biệt là bây giờ đó là anh là đạo hòa hảo, rồi bên đây anh này đồng đạo hòa hảo tôi mới giúp, còn cái anh này đạo khác tôi không giúp. Rồi bây giờ tôi có người, tôi là người tu mà anh không tu tôi không giúp. Cái điều này mình giúp đỡ mà còn phân biệt thì không nên nghe quý vị. Bởi vì khi mình giúp đỡ mình không nên phân biệt. Vì tại sao Đức Phật cho biết rằng đó là không nên phân biệt. Khi dòng máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng mặn thì cùng có sự sống như nhau. Mình nên thương và giúp đỡ tất cả. Mà Đức Thầy cho biết nè, giả lại cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức rất thâm quyền quảng quả, cái tình ấy nó không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, mà nó cũng không lẫn sang hèn và xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp xã hội, mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Do vậy mà cái ơn nghĩa trong cái tình đồng bào này đó là mình phải ráng cố gắng giúp đỡ mà không nên phân biệt. Nếu mà người nào nghèo, người nào khó thì mình sẽ sẵn sàng để giúp đỡ. Được như vậy thì sao? Thì cái tình nghĩa này nó mới lan tỏa khắp nơi nơi quý vị ơi. Do vậy mà thầy cho biết là ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Cái tình hòa hảo này không phải là ở trong đất nước Việt Nam đâu, mà nó lan tỏa trên cùng thế giới. Bởi vì theo cái sự mà biết của chúng tôi đó, mình cho rằng Phật giáo hòa hảo là chỉ có một ở trong miền Tây của mình phải không? Nhưng mà cái đây là cái nền đạo Phật giáo hòa hảo, còn cái tinh thần đạo Phật giáo hòa hảo này nó lan tỏa trên cùng thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì là Phật giáo hòa hảo là dạy cái nền tảng là tứ ân. Miễn mà hễ trên thế giới này, bất cứ một quốc gia nào trên thế giới này, miễn mà con người biết được cái ơn tổ tiên cha mẹ thì người này đã là hòa hảo rồi đó quý vị. Rồi biết được ơn đất nước, biết được ơn tam bảo, biết được ơn đồng bào nhân loại thì những con người này đã là những con người hòa hảo. Bởi vì đây là trên tinh thần Phật giáo hòa hảo mà. Điều này quý vị có đồng ý không ạ? Do vậy mà Đức Thầy mới nói là ước mơ thế giới lân hòa hảo là như vậy. Bởi vì ở đây là cái tinh thần hòa hảo. Ai mà biết thương người, ai mà biết đền đáp những ân tình thầy đều là người hòa hảo hết à. Cho dù người này là có tôn giáo hay là không tôn giáo, nhưng mà cái tinh thần Phật giáo hòa hảo luôn được lan tỏa trong cùng khắp nhân loại đại đồng này. Cho nên cái tư tưởng của thầy rất là lớn quý vị ơi.
Do vậy mà hôm nay đó mình là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rất là may duyên, rất là tốt phước gặp được cái giáo lý của Đức Thầy để mà mình tu tập, để mà mình trở thành một cái người tốt của xã hội này, một cái người gương mẫu trong gia đình, một cái người công dân tốt của đất nước. Và mình đã đền trả được trong tứ đại trọng ân. Mà Thầy cho biết là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi toàn sen. Dạ. Do vậy mà trong cái vấn đề tu thân này đó là mình phải đền trả tứ ân. Và bên cạnh mình muốn đền trả được tứ ân thì chúng ta phải vậy, phải tu sửa cái thân mình cho nó một cách trọn vẹn nha quý vị. Thân của mình đấy thì gồm có những điều gì? Thầy cho biết là người tu phải sửa cái thân. Từ đây có kẻ du thần xét soi, chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Cho nên bây giờ cái vấn đề tu thân này đó, thứ nhất đó là mình phải tự tu sửa thân tâm mình trước. Còn cái chuyện của người khác đó thì mình không có nên nói để làm gì. Bởi vì thầy dạy ai ai hãy ráng xét mình. Bây giờ mình xét mình coi còn có phạm lỗi hay không. Bây giờ nói về thân của mình nè. Thứ nhất là gì? Trong thân của mình gồm có ba nghiệp. Một là gì? Một là sát sanh, hai là đạo tặc, ba là tà dâm. Bây giờ mình tự xét mình coi mình còn phạm không, thấy không? Bởi vì mình tu là sửa mà. Thầy dạy là chữ tu chớ khá trễ trầy, phải trao phải sửa nghe thầy dạy phiên. Mà bây giờ đó thầy dạy mình đó là phải sửa thân, thấy không? Bởi vì tu thân mà là phải sửa cái thân. Cho nên bây giờ mình coi mình còn có ba cái nghiệp này không. Nếu mình còn á thì mình sửa nghe, còn mình sửa được rồi thì tốt. Rồi bây giờ tới cái miệng của mình nè quý vị, có bốn nghiệp. Một là lưỡng thiệt, hai là ý ngôn, ba là ác khẩu, bốn là giọng ngữ. Coi coi mình còn phạm bốn cái điều này không, mình có nói tâm thật không, mình có nói hai chiều không, rồi đó là mình có nói ý ngôn không. Chàng ơi, cái vấn đề ý ngôn này nó nguy hiểm vô cùng nha quý vị. Nhất là cái người tu mới đó thì chưa có mang cái tội ý ngôn nhiều, mà cái người mình tu từ 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm nè, dễ phạm dữ lắm luôn. Nhất là những cái người người ta mới bước vào đạo, ta tu ta chưa có hiểu biết nhiều đó. Nói chàng ơi, anh mà hiểu cái kiểu như vậy á, là anh chưa có biết cái gì chứ. Anh mới ăn được có mấy keo chao đâu mà biết được cái điều này. Tôi đây nè là 30 năm kinh nghiệm mà nè, 40 năm ăn chay nè, đủ thứ hết trơn phải không? Rồi đó là mình ỷ mình hơn người, mình ỷ mình biết hơn ta, mình ỷ mình ăn chay lâu, rồi mình ỷ mình hiểu biết nhiều. Cho nên đôi khi mình phạm vào trong cái tội ỷ ngôn mà nào mình không hay quý vị ơi. Điều này có không quý vị? Quý vị có đồng ý điều này không? Ở trong cái tội ỷ ngôn này nó dễ phạm dữ lắm. Cho nên đó là thầy dạy cho mình đó là lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Cho nên hôm nay đó là mình muốn nói cái lời gì đó là mình phải suy nghĩ cho kỹ, phải lựa mà. Cho do vậy mà khi mà từ cái chỗ này đó, cái người tu rồi đó, mình phải lựa những cái lời nào hiền lành, cái lời này lời nào đạo đức mới được. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi mà Ngài nói rằng các việc tại mày, thuận với hòa hay ghét với gầy, cũng cái lưỡi làm thầy các chuyện, phải không quý vị? Mà hôm nay cái người tu mình rồi đó, mình gắng cố gắng mà đừng cho phạm vào ở trong cái bốn cái nghiệp của cái miệng lưỡi này nghe quý vị. Tín đồ cùng các chư tăng từ rày sắp đến nói năng chọn lời. Và bây giờ mình tu thân rồi đó thì bây giờ cái chuyện đó, chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện. Bởi vì mình nhìn những cái gương thiện mình đó, mình nói chứ mình đừng có nhìn vô cái việc xấu của người ta thì không có nên, phải không? Trăm năm soi tấm gương mờ chứ không bằng một phút soi nhờ gương trong nha. Mình cứ lâu nay mình lo nhìn chuyện xấu người ta là gương mờ không à, bây giờ mình nhìn cái chuyện tốt người ta đi đó là gương trong, thì mình sẽ thấy được cái gì? Được Phật, được tiên, được thần, được thánh. Thì hôm nay quý vị mình tu sửa thân đó, ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì đứng ra ngoài. Bây giờ cái chuyện của ai thì tự lấy tu à, mình tự sửa cho mình tự rinh cái xấu của mình ra ngoài, chứ mình không có rinh giùm của người ta thì nó mất lòng dữ lắm. Cái đó là tu vậy, tu cái khẩu phải không? Còn cái ý là gì? Là tham lam, rồi sân nộ, rồi mê si.
thì mình coi mình còn có tham không, mình còn có sân không, mình còn có si không quý vị. Thì bây giờ đây là cái vấn đề trong 10 điều ác này quý vị, mình phải ráng cố gắng để mà sửa. Bởi vì mình sửa trong 10 điều ác này rồi đó thì sao? Thầy nói đó là ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn trơn Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Thì kính thưa toàn thể quý vị, thầy dạy là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ. Chữ trễ ở đây có nghĩa là nếu bây giờ trong cuộc sống này mà mình không lo tu sửa thân tâm, mình không rèn, mình trở thành một người có đạo đức, thì nó sẽ trễ. Nghĩa là gì? Là nó trễ đi cái thời gian của mình. Thời gian vô thường, khi mà vô thường đến rồi đó mình tu không có kịp đâu quý vị ơi. Do vậy mà thầy dạy là hãy gì? Hãy ráng tu đặng mà gì? Đặng mà chết phải không? Hãy ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Do vậy mà bây giờ mình hãy ráng tu bây giờ, khi mình còn được cuộc sống, khi còn được sự bình yên, khi mình còn được khỏe mạnh, thì chúng ta ráng cố gắng để tu. Để không thôi là nó trễ. Thứ nhất đó là gì? Trễ cái không có kịp được cái thời gian vô thường. Thứ hai đó là trễ đi, trễ cái thời kỳ ân xá này quý vị ơi. Bởi vì thầy cho biết là kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, mà trồng bông kiển giống chi hưởng nấy à. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Dạ. Cho nên á, bây giờ cái thời kỳ này là thời kỳ cùng cuối của buổi hạ môn. Do vậy mà quý vị, quý cô bác anh chị em mình gắng cố gắng mà để lo tu nha. Nếu mà không nó sẽ bị trễ quý vị ơi. Và đặc biệt đó là chúng sanh mình nó hôm nay trong cái buổi cùng cuối hạ môn này đó, mình phải gắng cố gắng quý vị ơi. Cái là thời kỳ đây đó, trong một giáp này đó, thầy cho biết là trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Chứ bây giờ tu đôi khi mình nhịn chứ cũng than chút đỉnh phải không? Nhiều khi tôi hiền đang hiếp hoài, thôi ráng đi. Thầy nói là đừng thở than bận đến lòng ta, để cho thầy đi dạo ta bà đặng dạy kẻ đàn xa chưa rõ. Cho nên hôm nay đó thầy dạy mình mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ. Và đặc biệt là mình phải nhận thức được cái sự nhân quả trong cuộc đời này. Nếu không thì sao? Bởi vì thầy cho biết đó là thứ nhất đó là đừng nghĩ lại vào kẻ mạnh, thứ hai đừng nghĩ lại sự cứu giúp của thần thánh, thứ ba đừng nghĩ lại sự binh vực của thầy mình. Mình tu cho mình đừng có trông chờ vô điều này nha, mà phải luôn luôn phải nhớ câu nhân quả của Phật dạy. Nếu nhân toàn thiện thì sao? Thì quả sẽ do đó mà được toàn thiện vậy. Thì bây giờ trước khi trong cuộc đời này mình đã thức tỉnh, mình biết được nhân quả như thế nào, gieo nhân nào thì hưởng quả nấy. Thầy cho biết là gì? Trồng bông kiển thì giống chi hưởng nấy à quý vị ơi. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí của ngài thông thả. Cho nên hôm nay đó là mình biết được cái vấn đề này, gieo nhân nào hưởng quả nấy. Mà thầy dạy là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Tại sao? Bây giờ khi mà mình không tu rồi thì sao? Đến cái chuyện khổ rồi mình phải chấp nhận thôi quý vị ơi. Có hối hận thì nó cũng đã muộn rồi. Thầy cho biết nè, không tu thì sao? Không tu chừng khổ cũng vậy, cũng ưng phải không? Chứ ưng là chịu đó. Cho nên bây giờ mình không tu thì tới chừng đó mình phải chịu thôi. Mình gieo nhân dữ thì mình phải gặt cái quả dữ thôi. Cho nên nó là gì? Không tu chừng khổ cũng ưng, mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy mình là phải mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, để đến tội rồi, đến tội có nghĩa là đến cái ngày trả quả đó quý vị ơi. Mà thầy cho biết là đến ngày trả quả âm ỉ biết bao. Trả quả có nghĩa là do cái nhân mình đã gieo không thiện không lành thì hôm nay cái quả nó sẽ đến. Mình không thể nào mà mình có thể là chống đối lại được. Cho nên hôm nay khi mà quả đến rồi đó thì mình phải chấp nhận thôi quý vị ơi. Trồng dưa thì đặng dưa, mà tỉa đậu thì đặng đậu mà. Cho nên hôm nay mà khi quý vị mình thấy đó, đến tội rồi mình có hối hận đó thì nó cũng muộn rồi. Thì hôm nay chi cho bằng, bây giờ mình biết được cái nhân quả này rồi đó, thì chi cho bằng ta sống đó con. Chi cho bằng có nghĩa là không gì bằng, không có cái gì bằng hơn cái điều này, là không có gì bằng là ta phải tu, phải không?
chi cho bằng ta sớm lo toan. Mà thầy cho biết là lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân hòa, chữ thuận thảo hay hơn là tranh đấu phải không? Chi cho bằng không có gì, chi cho bằng quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Do vậy mà không có cái gì bằng, không có cái gì bằng là chúng ta phải ráng cố gắng để tu quý vị ơi. Ta sớm lo toan là chữ ta ở đây là chỉ chung cho tất cả mọi người phải không? Chữ lo toan có nghĩa gì? Chữ lo là lo lắng, chữ toan là toan liệu mọi bề. Mình biết được hôm nay đó là mình sống đây là nhờ được cái duyên lành. Hôm nay đó là mình có được cuộc sống đầy đủ này là do mình có phước báo tích lũy từ nhiều đời. Hôm nay mình có được trí tuệ đó là do mình đã tu tập nhiều tiền kiếp. Cho nên hôm nay mình muốn được thành Phật đó thì mình phải gắng cố gắng để mà mình giác ngộ để học theo hạnh Phật. Thì chúng ta lo liệu tất cả mọi bề, lo thân, rồi lo tâm, rồi lo tu sửa cho mình cho được đến chỗ trọn sáng trọn lành. Mà trong điều răn cấm thứ 8 mà Đức Thầy có dạy đó, nếu mà nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng thì sẽ gì? Sẽ được về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu giới chúng sanh. Chữ toan ở đây có nghĩa là mình lo liệu cho nó được đầy đủ. Hôm nay mình phải tu sửa thân tâm để đạt đến chỗ trọn sáng trọn lành. Lo toan ở đây còn có nghĩa là lo tu nữa đó quý vị ơi. Chi cho bằng ta sớm lo toan. Toan là toan lo liệu tính tu như thế nào để cho đạt đến cái chỗ thành Phật, thành tiên, thành thần, thành thánh. Bởi vì lâu nay đó là mình ở trong cõi đời này nó đã quá lâu rồi quý vị ơi. Mình đã làm chúng sanh quá nhiều đời rồi. Ở đây quý vị biết mình đã sống ở đây bao nhiêu đời chưa? Rất là nhiều đời rồi. Thầy cho biết là vô lượng thứ ở trong thế giới. Mình đã sanh lên chết xuống trong cõi đời này vô ngàn lượng lần rồi. Cho nên hôm nay mình phải ráng lo tu. Lo tu để đạt đến cái chỗ Phật tiên thần thánh. Do vậy mà thầy dạy là chi cho bằng ta sớm lo toan gìn giới luật. Đặc biệt là hôm nay quý cô bác anh chị em mình tu rồi đó, cái chỗ mà thầy dạy đó là cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Mà nếu nói về giới luật đó, trong kinh Phật đó, về bên đạo Phật mà Đức Phật dạy đó, thì là đối với cái hạng mà xuất gia đó, tỳ kheo thì có 250 giới, tỳ kheo ni thì có 348 giới. Rồi đó là gì? Ở tại gia thì có ngũ giới. Mà hôm nay đó đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thầy mình dạy đó là bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Do vậy mà thầy mới là gom lại quý vị ơi, gom lại bao nhiêu giới? Có 8 giới phải không? Mà đặc biệt là có 8 điều răn cấm. Quý vị mình suy nghĩ đi, 8 điều răn cấm này đó Đức Thầy đã gom lại là bằng 1000 giới của Đức Phật đó. Ở đây chắc tất cả quý vị mình đều biết cái bài tóm cộng rồi phải không quý vị? Cái bài tóm cộng 8 con số 8 mà thành 1000 đó. Ở đây tất cả quý vị mình có biết hết chưa? Dạ dạ. Thì ở đây đó là trong 8 điều răn cấm này, nếu mình thực hiện đúng đó là nó sẽ có được 1000 việc phước nhân. Cho nên hôm nay đó là thầy dạy mình phải gìn giới luật. Đây là những giới luật của đạo mà thầy cho biết là rút trong các luật các kinh. Trong 8 điều răn cấm này thầy đã rút trong là 12 bộ kinh của Đức Phật nha. Trong kinh luật là thầy đã rút ra tất cả đó. Rút trong các luật các kinh, tùy lòng không ép làm in giảng này. Thấp cao các bậc chớ chày, kẻ ngu người trí nghe thầy dạy phiền. Thì hôm nay trong 8 điều răn cấm này đó, bởi vì thời gian nó có giới hạn quý vị ơi, chúng tôi có thể là nói sơ lược cho quý vị mình thôi. Ở đây thứ nhất là trong cái 8 điều răn cấm này nó có 3 phần. Thứ nhất là gì? Là nhiếp luật nghi giới. Cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Và cái thứ ba là nhiếp ích hữu tình giới. Bởi vì nhiếp luật nghi giới là gì? Là những điều Đức Thầy cấm không cho mình làm. Cũng như điều răn cấm thứ nhất đó là ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc á phiện, chơi bời theo đàn điếm, là nhiếp luật nghi giới đó. Rồi nhiếp thiện pháp giới là gì? Phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Thì tất cả trong 8 điều này đó nó có 3 phần. Cái điều thầy cấm và cái điều thầy cho mình làm. Và cái nhiếp ích hữu tình giới đó là trong cái điều răn cấm thứ 8 đó, là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Đây là nhiếp ích hữu tình giới. Là cái giới này đó là không phân biệt và thương yêu tất cả mọi người. Đây là cái giới của Bồ Tát quý vị ơi. Mình phải thể hiện trên cái tình từ bi, cái tình từ bi hỷ xả.
Trong 8 điều này đó quý vị, mình coi thời gian qua mình tu mình giữ được bao nhiêu quý vị. Điều răn cấm thứ nhất phải không? Mà đặc biệt là trong 8 điều này đó, thầy dạy một cách là không có ép buộc nha, bằng một cách tự nguyện. Bởi vì sao? Thầy cho biết là tu không tu cũng không mời thỉnh, mặc tình ai trọng kính hay chê, phải không? Chẳng có ép có nài bá tánh. Nói chung là thầy đưa cái giáo pháp ra mà mình cảm thấy phù hợp thì mình tu. Cho nên giữ giới cũng vậy, không có bắt buộc mình giữ giới. Mà thầy dạy là khi đã coi giảng, tất cả mọi người tu đều khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Cho nên đó là bây giờ mình tu là mình tự nguyện chứ không có bị ép buộc. Bởi vì thường thường cái gì mà nó ép buộc nó không có kết quả tốt quý vị ơi, mà bằng cách tự nguyện nó mới có kết quả. Điều này quý vị mình đồng ý không ạ? Cho nên là trong 8 điều răn cấm này đó, thầy dạy mình đó là phải giữ cho được trọn vẹn. Điều răn cấm thứ nhì là gì? Ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Rồi điều thứ tư vậy, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm nè, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ diệu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt cháy tiền vàng bạc là giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm dương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đối đáp tàn tật. Và đặc biệt là cái điều thứ bảy nè quý vị ơi, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức. Thường thường mình tu đó ha, là mình hay dướng chỗ này lắm. Đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải gì? Ta phải suy xét, phải không? Cái chỗ này nhiều khi mình không có suy xét mà mình hay phán đoán dữ lắm. Ta phải suy xét trong minh lý rồi mới phán đoán việc ấy. Mà đặc biệt là nhiều khi mình không có suy xét trơn á, mà mình nghe người ta nói cái gì cái mình tin, cái mình đi nói cho người này người kia nghe nhiều dữ lắm. Cái đó là gì? Cái đó là không có chánh kiến đó quý vị ơi. Đặc biệt là điều răn cấm thứ bảy này đó là mình phải có chánh kiến và mình phải mở được cái chánh trí nữa quý vị ơi. Thì khi mà mình muốn biết được điều gì đó là mình phải tìm hiểu kỹ càng rõ ràng chứ không phải nghe một chiều mà được. Phải suy xét, có nghĩa là suy đi nghĩ lại, gẫm tới nghĩ lui coi điều đó có đúng hay không. Cái lời nói người ta nói cái về cái đồng đạo đó có đúng hay sai, mình mới phán đoán chứ mình không vội vàng phán đoán. Nếu được như vậy thì sao? Chúng ta sẽ mở, có được cái chánh kiến và chúng ta mở được cái chánh trí, là mình xét biết được mọi sự mọi việc một cách rõ ràng hơn. Và đặc biệt là cái điều răn cấm thứ 8 này sao? Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Mà hôm nay thì quý vị mình cũng thể hiện điều này cũng tốt phải không quý vị? Thương yêu lẫn nhau như con một cha, cho nên là trong các cuộc thuyết giảng mà để giao lưu qua lại đó đây thì quý vị mình đến tham dự rất là đông. Và đặc biệt là trong 4 câu cuối của cái đời răn cấm, điều răn cấm đó là gì? Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ thì ta thứ được người, người thứ ta. Thì quý vị mình gắng cố gắng để mình gìn giữ giới luật nghe quý vị. Bởi vì giới luật đó là gì? Nó là cái hàng rào, là khuôn mẫu, là thước đo mà mình để tu, để giữ cho được 8 điều này thì chúng ta sẽ được gì? Được đắc đạo, được giải thoát. Thầy dạy là gìn giới luật, nghe kinh, trọng Phật. Nghe kinh ở đây là gì? Là mình đọc sấm giảng của thầy đó quý vị ơi. Giảng thầy, giảng của mình á, giảng sấm giảng của mình là kinh đó. Bởi vì thầy cho biết đó là gì? Giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Do vậy mà kinh ở đây là sấm giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo. Mà khi mình nghe kinh rồi đó thì mình phải trọng Phật. Bởi vì sao? Phật ở đây là chỉ cho Đức Phật cũng như là Đức Thầy mình là Phật. Thì bây giờ mình tu tập theo giáo lý của các ngài thì mình phải kính trọng Phật. Mà kính trọng Phật không phải là nói suông đâu, nói tôi kính thầy lắm, tôi kính Phật lắm, tôi trọng thầy lắm, tôi trọng Phật lắm. Mà mình muốn kính thầy thì mình phải làm theo lời thầy dạy. Mình trọng Phật là mình phải làm theo lời Phật dạy, phải giác ngộ, học theo hạnh Phật. Bằng mũi mê xúc vật trần gian mà được dễ vui thì nẻo thiên đàng, chắc thì não là hàng địa ngục, phải không? Thì hôm nay đó thầy cho biết đó là làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta.
Nếu mà bây giờ mình nói mình kính thầy, mà thầy dạy anh đàn mình làm nẻo được không? Mình trọng Phật mà bây giờ ông Phật ông dạy mình từ bi mà mình không có từ bi. Mình thương thầy mà thầy dạy từ bi hỷ xả mà mình không có từ bi hỷ xả chút nào hết trơn á. Mình nói mình trọng thầy đó, mình trọng Phật đó, mà Phật dạy mình phải ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành giữ giới mà mình làm ngược lại thì tất nhiên là không có trọng rồi quý vị ơi. Mình trọng Phật là mình làm theo lời Phật dạy, mình trọng thầy là mình làm theo lời thầy dạy. Ráng nghe lời dạy của thầy để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Do vậy hôm nay mình trọng Phật trọng thầy là mình làm theo lời chỉ quý vị ơi. Và đặc biệt là hôm nay mà thầy đã dạy mình rồi đó thì mình gắng cố gắng để mình làm theo. Những điều gì mà Phật dạy thầy dạy thì mình gắng cố gắng nghe theo là mình đã trọng Phật rồi đó quý vị. Thì sao? Khi mà là dình giới luật nghe kinh trọng Phật thì đến lâm chung quả lành đâu mất. Quý cô bác anh chị em mình trên cái bước đường tu này đó, khi mà mình tu hành tu tập theo cái lời dạy của thầy rồi thì sao? Nhân nào thì quả đó. Ví dụ như cái nhân mình ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành giữ giới thì khi đến lâm chung là gì? Lâm chung là cái lúc mình sắp chết đó quý vị. Cái lúc mình sắp ra đi đó thầy cho biết làm sao? Khi mà gần á, lúc mà gần bỏ xác đó sao? Gần hấp hối, tâm thần sao xác, trí dẫn dơ, kinh sợ vô cùng. Nhưng mà khi hôm nay mình đã có tu tập, mình đã có tu sửa thân tâm và mình có niệm Phật, mình có làm lành, mình có giữ giới rồi thì sao? Đến lâm chung là cái đến lúc sắp chết đó. Và khi lúc chết đi rồi thì cái quả của mình đó nó không có mất ở đâu hết trơn á quý vị ơi. Mà hãy gieo nhân nào thì hưởng quả nấy à. Nếu gieo nhân thần thì chúng ta sẽ được như vậy cái quả vị thần. Mà thầy cho biết là dầu không siêu cũng đặng về thần nhờ mấy chữ? Hai chữ trung quân ấy có không? Và cái nhân có nếu mà mình bố thí giúp đời đó thì sao? Thầy cho biết là phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê. Thì bây giờ nếu mình tu cái nhân tiên thì cái lúc lâm chung thì cái quả tiên của mình sẽ không bao giờ mất. Và mình tạo cái nhân thánh thì khi mình lâm chung cái quả thánh không mất. Phải không? Ở đây đó quý cô bác mình, thầy dạy mình cái gì? Cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Thì bây giờ nếu mình tu cái nhân nào thì lúc mà mình mất đi rồi đó, cái quả nó không bao giờ mất đâu quý vị ơi. Mà nó luôn luôn tồn tại và hiện hữu. Và đặc biệt là chúng ta tu cái nhân Phật, làm chân chánh là tiên là Phật, mà làm gian ác là quỷ là ma. Do vậy mà hôm nay chúng ta tu nhân Phật thì lúc lâm chung thì cái quả Phật này nó sẽ không bao giờ mất. Do vậy mà thầy cho biết là đến lâm chung quả lành đâu mất. Cái quả này mình gieo nhân nào là hưởng quả nấy, là nó hoàn toàn không bao giờ xê dịch được. Do vậy mà chúng ta vững lòng tin trên cái bước đường tu của mình. Đặc biệt đó là đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Thì hôm nay chúng ta gắng cố gắng ăn chay niệm Phật làm lành giữ giới và niệm Phật để cầu được để giảng sanh về, niệm Phật để cầu được giảng sanh về nơi cảnh giới an lành của Đức Phật, không quý vị? Mà thầy cho biết đó là chúng ta gắng cố gắng là tu thân thiện tính ráng chuyên cần, lục tự di đà giữ tứ ân. Mình đền trả tứ đại trọng ân rồi mình tu sửa thân tâm của mình, và bên cạnh chúng ta gắng cố gắng niệm Phật nữa quý vị ơi. Niệm Phật để gì? Để được Đức Phật cứu giới, cứu độ linh hồn của mình. Thầy cho biết là muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra xác định tỏ tay truyền dạy. Do vậy mà hôm nay đó là quý cô bác anh chị em mình đó, trên bước đường tu mình vừa tu sửa thân rồi tu sửa tâm, và chúng ta thực hành cái pháp môn niệm Phật. Vì thầy cho biết là lòng thương chúng thiết thương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc thì cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Thì chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Thì kính thưa toàn thể quý cô bác và anh chị em, chúng ta sẽ thấy rằng trong cuộc đời này đó, nếu mà mình gieo nhân gì thì hưởng quả đó. Cho nên bây giờ mình muốn giảng sanh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta phải gieo cái nhân là niệm Phật.
mà Đức Thầy dạy về cái phương pháp niệm Phật đó. Bởi vì trong tâm của mình hàng ngày đó là mình hay ghi nhớ những cái sự của thế gian này không à. Thầy cho biết nè, còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Đó là gì? Đó là thất tình lục dục nha. 13 con ma đó quý vị ơi. Thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó. Không ngoài danh lợi, cảm tình, quy quyền, phú quý được hàng ngày ghi nhớ. Nếu mà mình ghi nhớ bao nhiêu đó rồi mình không có về cực lạc được đâu. Do vậy mà hôm nay mình muốn niệm Phật để được giảng sanh thì sao? Thầy dạy nè, còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ vọng niệm của chúng sanh. Vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Vì và cái vọng niệm về diệt thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che trên tâm mờ ám. Cho nên nay nếu hệ thành tâm niệm Phật, chữ thành là thiệt, tâm là lòng. Hôm nay coi mình có mong muốn về cực lạc thì chúng ta phải thành tâm niệm Phật mới được. Nếu được một niệm Phật thì lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa được tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nào được nhất tâm bất loạn. Chừng đó thì vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Cho nên niệm Phật là gì? Là niệm cái bản lai thanh tịnh của chư Phật, cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trần nhiễm trần ai. Thì kính thưa toàn thể quý cô bác và anh chị em, trên cái bước đường tu của mình đó, mình mong muốn được về cực lạc là chúng ta phải thực hành pháp môn niệm Phật. Bởi vì thầy cho biết là sao? Mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc để hưởng công niệm Phật rất yên lành. Dạ. Thầy kính thưa toàn thể quý cô bác và anh chị em, cái chuyên đề của chúng tôi đó thì nó rất là dài, nhưng mà thời gian có giới hạn thì chúng tôi chỉ chia sẻ với quý vị trong cái thời gian của mình là quy định của ban tổ chức quy định thôi. Do vậy mà cái chuyên đề này thì chúng ta sẽ thấy rằng qua lời dạy của Đức Thầy, qua 6 câu giảng này đó, Thầy dạy mình đó là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ. Là hôm nay chúng ta gắng cố gắng để mà giác ngộ tu hành, khi mình tu tập rồi đó thì mình đã ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành giữ giới, thì chúng ta gắng cố gắng để mà làm mạnh hơn nữa và mình làm tiếp tục hơn nữa, đừng có bao giờ lui sụt lại. Bởi vì phải nhanh nhanh mới được. Thầy cho biết là đò chiều chiến chốt rước toàn người tu, mau mau kiếp kiếp chiến cần. Thì hôm nay thầy dạy mình mau thức tỉnh tu thân là ráng cố gắng để trao sửa thân tâm cho mình cho đến chỗ trọn sáng trọn lành, để nó không còn bị trễ. Mà thầy cho biết là trễ thời kỳ khó gặp đặng ta. Bây giờ đó là đợt này đó, thời kỳ này là thời kỳ cùng cuối của buổi hạ môn, mà lại là kiếp chót nữa quý vị ơi. Thầy cho biết là kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục. Nhưng mà hôm nay thầy đã ra đời dạy mình rồi thì mình gắng cố gắng để mà tu. Nếu mà không tu đó thì nó sẽ trễ muộn. Không tu thì tới chừng nào cái chuyện khổ của mình đến rồi mình không có thoát khỏi được quý vị ơi. Cho nên mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, dình với luật nghe kinh trọng Phật, thì đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Qua mỹ ý 6 câu này của Đức Thầy dạy tất cả tín đồ đó, là mình ráng cố gắng để nó trao sửa thân tâm của mình. Và đặc biệt đó là trên bước đường tu, mình đã hướng tâm về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, thì mình nên buông bỏ cái cõi ta bà này quý vị ơi. Mình đừng có tham đắm nhiều quá. Bởi vì tham đắm cõi ta bà này thì chúng ta không có giảng sanh về cực lạc được đâu. Cho nên hôm nay đó, thầy rất là mong muốn mình khi mà bước vào cửa đạo rồi đó thì gắng cố gắng để lo tu. Có chỗ thầy cho biết là từ nay ai có tới lui, cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành, xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức hư danh dạy truyền quý vị ơi. Và có chỗ khác đó, thầy cho biết rằng đó, tỉnh say trong giấc mộng qua, mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là hữu ảnh vô hình, thầy mình thấy hình ảnh là phải không quý vị? Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trình đảo lai quý vị ơi. Cho nên hôm nay đó, mình là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì quý vị gắng cố gắng. Mình thương thầy là mình phải gắng cố gắng làm theo lời thầy dạy. Và mình mến đạo thì mình ráng lo làm sao cho được tròn cái bổn phận của con người. Thầy dạy mình đó là bổn phận con người phải làm gì trong kiếp sống. Và đặc biệt là trên bước đường tu của mình đó,
thì mình phải ráng tu sửa quý vị ơi. Sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Cho nên hôm nay cái người tu mình quan trọng là sửa tư tưởng. Và đặc biệt là khi mình đã cải sửa được cái thân mình tốt, cái tâm mình tốt rồi thì sao? Thầy dạy mình phải thực hành nha. Bởi vì đạo Phật giáo Hòa Hảo là đạo nhập thế, là phải thực hành chứ không phải là nói suông được đâu. Thầy dạy nè, cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả. Mình phải làm thế nào để phát hiện được những đức tánh cao cả, rồi mới thực hành trên thiện tới bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là thỏa mãn trong cuộc đời hành đạo của mình. Thì hôm nay quý vị tu như thế nào, miễn mà hạnh phúc cho mình, phải không? Rồi mình phải lo hạnh phúc cho mọi người, mình lo cho mình lo cho xã hội, lo cho đồng bào, lo cho tất cả mọi người được như vậy thì sao? Thì trong cái cuộc sống này luôn luôn được vậy, được hạnh phúc và an lạc. Thì kính thưa toàn thể quý cô bác và anh chị em, thì qua cái thời gian chia sẻ của chúng tôi qua cái chuyên đề này đến đây cũng xin được khép lại. Và trước khi rời khỏi diễn đàn thì cũng xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã yểm trợ an ninh cho buổi thuyết giảng hôm nay được thành công rực rỡ. Và cũng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tạo được cái môi trường cũng như cái hội trường hôm nay, cái đạo tràng này, để chúng tôi đến đây để gặp gỡ và chia sẻ cùng quý vị qua đôi điều về Phật Pháp. Và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị ở tất cả các xã phường thị trấn lân cận cũng như là các huyện lân cận. Và cũng xin chân thành cảm ơn các quý vị mạnh thường quân đã ủng hộ cho giúp cho buổi thuyết giảng hôm nay được thành công tốt đẹp. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý cô bác và anh chị em. Và cũng xin kính chúc cho toàn thể quý vị mình luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lạc. Và đặc biệt là trên bước đường tu thì luôn được thành công trong cuộc đời hành đạo của mình, để rồi nẻo luân hồi không tiếp nói chuyện xây về cực lạc đáp ân thầy thỏa nguyện. Đến đây xin được dứt lời. Chân thành cảm ơn quý cô bác và anh chị em đã lắng lòng theo dõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.